quý vị và các bạn. Chào mừng các em học sinh thân mến đã đến với chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là vùng đất có truyền thống văn hiến hiếu học, thời nào cũng có những người học rộng tài cao, đỗ đạt khoa bảng. Và ở nơi đây có một công trình được xây dựng, vừa là nơi thờ tự các bậc hiền nho, lưu danh tiến sĩ, vừa là nơi tổ chức các kỳ thi của Trấn Sơn năm xưa, đó chính là Văn Miếu Xích Đằng. Văn Miếu Xích Đằng là một trong 6 văn miếu còn tồn tại trong cả nước. Đây là biểu tượng về tinh thần hiếu học, là minh chứng về truyền thống khoa bảng của quê hương Hưng Yên. Và một năm học mới lại bắt đầu, để truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh, để giúp các em tìm hiểu rõ hơn về di tích vừa mang giá trị lịch sử, vừa giàu ý nghĩa văn hóa này. Ngày hôm nay, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức chương trình Nào Cùng Đi với chủ đề Tìm hiểu về Văn Miếu Xích Đằng. Đến dự chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các thầy cô giáo trong tập thể giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Và đặc biệt xin được nồng nhiệt chào đón các bạn học sinh thân mến đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với hai đội chơi đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn đứng ở bên tay trái của Ngọc Anh. Vâng, xin mời các bạn sẽ giới thiệu về đội của mình cũng như là các thành viên tham gia đội. Xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nào Cùng Đi. Đội của chúng em là đội Nguyệt Quế, gồm có 3 thành viên. Em tên là Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 8B trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Sở trường của em là vẽ tranh. Em rất thích thiết kế kiến trúc, ước mơ mai sau của em là trở thành một kiến trúc sư. Em tên là Hoàng Đại Hành, học sinh lớp 7A của trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Một trong những sở trường của em đó chính là nhảy dancefloor. Và mỗi khi thực hiện những bước nhảy đó thì em cảm thấy rất là vui và sảng khoái. Em là Lương Uy Hòa, đội trưởng. Sở thích của em là chơi cờ và chơi bóng chuyền. Bộ môn này giúp em phát triển tư duy và rèn luyện thể lực. Chúng em đến với chương trình với tinh thần giao lưu, học hỏi. Mong có được sự ủng hộ của quý vị và khán giả. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Vâng, đội Nguyệt Quế rất mong có sự ủng hộ của quý vị và các bạn, và đặc biệt là các bạn đang cổ vũ cho đội chơi. Chúng ta sẽ dành cho đội Nguyệt Quế một tràng pháo tay ạ. Vâng, bạn Anh Thư thì có chia sẻ rằng là bạn Anh Thư rất là thích vẽ và sở trường là vẽ, sau này thì mong muốn là trở thành một kiến trúc sư. Không biết là bạn Anh Thư đã bao giờ đến Văn Miếu Xích Đằng và vẽ về Văn Miếu Xích Đằng hay chưa? Em đã từng đến Văn Miếu Xích Đằng rồi nhưng mà em chưa từng vẽ về Văn Miếu Xích Đằng ạ. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một gợi ý để chúng ta có thêm những bức vẽ ấn tượng về chính những di tích, những danh thắng trên quê hương xứ Nhãn của mình, đúng không? Vâng ạ. Qua phần giới thiệu thì chúng ta có thể thấy các bạn có rất là nhiều năng khiếu, nhiều sở trường vẽ này, rồi đánh cờ này và cả dancefloor nữa. Thế không biết là bây giờ Thành có thể thể hiện một chút cái năng khiếu sở trường của mình được không? Vâng, chúng ta hãy dành cho Thành một tràng pháo tay để bạn có thể thể hiện một chút về năng khiếu sở trường của mình. Rồi là một chút tiết lộ về sở trường của bạn Thành thôi. Có lẽ là một lần nào đó có khi là bạn Thư sẽ học nhảy nhỉ, để bạn Thành có thêm một người bạn nhảy nữa, đúng không các bạn? Rồi. Rất là cảm ơn Thành cũng như là đội Nguyệt Quế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen nhiều hơn nữa với các bạn đứng ở bên phía tay phải của Ngọc Anh. Vâng, xin mời các bạn giới thiệu về đội cũng như là tên của các thành viên. Xin kính chào quý ban giám khảo cùng toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đội của chúng em là đội Trạng Nguyên, gồm 3 thành viên. Em Nam Khánh, học sinh lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Sở thích của em là chơi những môn thể thao, đặc biệt là bơi lội, vì bộ môn này giúp em cải thiện chiều cao và tăng cường sức khỏe dẻo dai. Còn em là Thùy Dương, học sinh lớp 7A của trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Sở thích của em là chơi bóng rổ và đọc truyện tranh. Đọc truyện giúp em giảm căng thẳng và giảm stress sau mỗi giờ học. Và em Minh Đức, sở thích của em là đá bóng và đọc truyện. Chúng giúp em rèn luyện thể lực và khám phá được nhiều điều thú vị. Đến với chương trình, chúng em rất mong được giao lưu và tìm hiểu để học hỏi được nhiều điều mới. Chúc chương trình thành công rực rỡ. Bạn Minh Đức thì có chia sẻ rằng là bạn ấy rất là thích đọc sách. Không biết là Minh Đức thì thường thích đọc những thể loại nào? Em thưa chị là tiểu thuyết ạ. Không biết là có phải là Đức thì là thích nhất là môn văn hay không, hay là em thích nhất là môn nào? Em thích nhất là môn toán ạ. À, thích nhất là môn toán nhưng mà rất ham mê đọc tiểu thuyết. Dạ.
Minh Đức thì đâu thích đọc tiểu thuyết, còn Thùy Dương thì thích đọc truyện tranh đúng không? Dạ vâng ạ. Em thường đọc những quyển truyện nào? Em thường đọc truyện Cô Lan hoặc là Harry Potter. À, như vậy là có yếu tố khám phá kỳ thú đúng không? Bạn nữ thì thường dành thời gian nào để chơi bóng rổ? Em thường dành thời gian rảnh hoặc là khi mà đến trường thì chơi bóng rổ và rồi ra chơi ạ. Rồi, thế còn Khánh thì có chia sẻ rằng là Khánh thì rất là thích học bơi, không biết là Khánh biết bơi từ khi nào? Chị là em đã biết bơi từ năm em lên lớp 3 ạ. Từ năm Khánh lên lớp 3 thì Khánh đã biết bơi rồi. Không biết là có phải là vì Khánh tập bơi và biết bơi sớm như vậy cho nên là có được cái chiều cao tuyệt vời như thế này đúng không ạ? Cũng như là các bạn đã chia sẻ đấy ạ, các bạn cũng đã có những lần đến với Văn Miếu Xích Đằng rồi, và chắc chắn là sẽ cũng có những kỷ niệm nho nhỏ tại nơi đây. Nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác, và chắc chắn cũng sẽ để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên khi đến với Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên. Và ngay sau đây thì người đồng hành cùng với các bạn đó chính là chị Nguyễn Thị Tố Huyên, Ban Quản lý Di tích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Tố Huyên lên sân khấu ạ. Chào Ngọc Oanh cùng tất cả các em học sinh. Hôm nay chị rất là vui mừng được gặp các em. Chị sẽ chia sẻ những điều thú vị tại Văn Miếu Xích Đằng ở đây. Tí xin mời các em, ta sẽ vào khám phá bên trong. Và chắc chắn là có rất là nhiều điều thú vị trong cuộc hành trình ngay sau đây. Xin hỏi là hai đội chơi các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Và chúng ta nào cùng đi. Người ta nói rằng khi về thăm Hưng Yên ở đây thì không thể không đến tham quan phố Hiến. Nơi đây trước kia đã từng được xếp thứ hai sau Thăng Long về sự sầm uất và phồn hoa, và đã từng nổi tiếng với câu thơ là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Và khi về thăm phố Hiến ở đây thì ta không thể không đến tham quan Văn Miếu Xích Đằng. Đây chính là biểu tượng tôn vinh nền học vấn, là nơi tập trung tất cả tinh hoa, trí tuệ, đất và người Hưng Yên xưa kia. Văn Miếu Xích Đằng đây là một di tích văn hóa lịch sử đặc sắc, khẳng định Hưng Yên có một truyền thống giáo dục từ lâu đời. Đây là văn miếu của tỉnh Hưng Yên nhưng nằm tại địa phận thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, nên được gọi là Văn Miếu Xích Đằng, được khởi dựng vào thời Lê và được trùng tu tôn tạo vào năm Minh Mạng thứ 20, tức năm 1839, trên nền của ngôi chùa cổ Nguyệt Đường Tự. Và năm 1070 thì nhà vua Triều Lý đã cho xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long, đến năm 1076 mới cho thành lập trường Quốc Tử Giám. Thì đến Triều Nguyễn, nhà vua mới ra quyết định thành lập Văn Miếu ở các tỉnh, thì trong đó có Văn Miếu Hưng Yên ở đây. Văn Miếu Hưng Yên đây không chỉ là nơi dạy học và là địa điểm thi cử, đây chính là nơi tôn thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết nho gia. Cùng phối thờ với Khổng Tử chính là thầy giáo Chu Văn An. Từ phía ngoài, công trình đầu tiên đó chính là Văn Miếu Môn, được xây theo kiến trúc là trồng diêm 2 tầng 8 mái. Văn miếu này trước kia chỉ được mở là khi các bậc vua quan tới thăm văn miếu và tế lễ Khổng Tử, còn học trò thứ dân chỉ đi được hai cái cổng ngách ở hai bên. Và cổng tham quan ở Văn Miếu ở đây, Văn Miếu Môn ở đây đã được lấy làm biểu tượng cho đài truyền hình Hưng Yên, cũng như là khuê văn gác biểu tượng cho Hà Nội. Và cổng đây là công trình còn giữ lại khá nguyên vẹn từ khi xây dựng Văn Miếu cho tới nay. Từ cổng Văn Miếu Môn, giữa sân có con đường ở chính giữa, đây chính là con đường thập đạo. Con đường này là tượng trưng cho các sĩ tử muốn đạt được công danh, muốn ghi danh lên bảng vàng để làm quan, giúp dân giúp nước, thì không có con đường nào khác, đó chính là con đường học hành và thi cử. Hai bên sân có hai cái lầu, đó chính là lầu Chuông và lầu Khánh. Ở đây chính là nơi lưu giữ hai hiện vật quý có từ năm 1803 và năm 1804. Chuông đồng với Khánh đá ở tại Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên, nó như một hiệu lệnh để báo cho các sĩ tử biết bắt đầu và kết thúc một khóa thi. Và ngày nay thì chuông với Khánh như một tiếng vang để hậu thế sau này tưởng nhớ đến các bậc hiền tài của đất nước. Tiếp đến là tòa Tả Vu, Hữu Vu ở hai bên. Đây chính là nơi xưa kia các quan để cỗ kiệu và sửa sang mũ áo trước khi vào tế lễ Khổng Tử bên trong. Còn hiện nay hai bên này, đây chính là nơi trưng bày những hình ảnh của giáo tục Hưng Yên xưa và nay. Và sân ta đang đứng đây, xưa kia là nơi diễn ra kỳ thi hương đấy. Sau khi đỗ kỳ thi hương ở đây mới chọn ra cử nhân để tham dự kỳ thi hội và kỳ thi đình. Và phía trước chính là khu thờ chính của Văn Miếu, được xây theo kiến trúc là cung đình Huế Triều Nguyễn, gồm có 3 tòa: tiền tế, trung tử và hậu cung. Tiếp theo xin mời các cháu khám phá bên trong. Đây là ban
quan thờ của thầy giáo Chu Văn An. Ông sinh năm 1292 và mất năm 1370. Ông được mệnh danh là Vạn Thế Sư Biểu, tức là người thầy của muôn đời. Thời Trần, ông là người đầu tiên đỗ thái học sinh mà không ra làm quan. Ông đã về quê mở trường dạy học và chữa bệnh cho nhân dân. Với tài năng và đức độ của mình thì vua Trần đã mời ông ra giữ chức tư nghiệp tự trưởng quốc tử giám, tương đương với hiệu trưởng của một trường đại học bây giờ, để dạy cho con em trong hoàng tộc. Đến thời vua Trần Dụ Tông, ông có dâng thất trảm sớ xin vua chém đầu 7 tên gian nịnh thần. Thế nhưng nhà vua không chấp thuận, ông đã cởi bỏ áo quan về quê ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, nay thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương, và ông mất vào năm 1370. Sau khi ông mất thì nhà vua vô cùng thương tiếc đã ban hiệu cho ông là Khang Tiết Tiên Sinh và đưa về phối thờ cùng với Khổng Tử tại Văn Miếu. Và đặc biệt, ban thờ của thầy giáo Chu Văn An được đưa về phối thờ cùng với Khổng Tử tại Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên vào năm 1997, khi mà tách tỉnh Hải Hưng thành hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Tòa hậu cung, gian chính giữa thì còn đặt ban thờ của Đức Thánh Khổng Tử. Thầy Khổng Tử, thầy được mệnh danh là Vạn Thế Sư Biểu, tức là người thầy tiêu biểu của muôn đời. Thầy đã là người sáng lập ra đạo Nho và là nhà triết gia lỗi lạc thời cổ đại. Ông là người đầu tiên ở nước Lỗ đã mở trường tư để đào tạo những người có nhân trí dũng để ra làm quan giúp dân nước nước. Thầy Khổng Tử, thầy được mệnh danh là một nhà tư tưởng, một danh nhân thế giới, người đã đặt nên cái học thuyết Nho giáo lúc bấy giờ. Hai ban thờ hai bên ở đây là nơi đặt ban thờ của tứ phối bốn vị học trò giỏi của Khổng Tử. Và ở Văn Miếu Hưng Yên này còn lưu giữ hiện vật vô cùng quý giá ở tại Văn Miếu, đó chính là những tấm bia đá được dựng hai bên khu tòa chính đây. Để xin mời các cháu ta sẽ tham quan những tấm bia tiến sĩ này. Xin giới thiệu các cháu, đây chính là những tấm bia ghi danh tên tuổi quê quán của các vị đã đỗ tiến sĩ, cho nên là những tấm bia này được gọi là bia tiến sĩ. Ở tại Văn Miếu Hưng Yên đây còn lưu giữ được 9 tấm bia tiến sĩ ghi danh 161 vị đỗ tiến sĩ của tỉnh Hưng Yên. Cả tỉnh ta có 228 vị, trong đó là có một số vị của tỉnh Thái Bình được ghi danh ở tại đây. Thì mỗi tấm bia ghi danh khoảng 14 vị, có một tấm bia cuối cùng góc bên tay phải phía dưới này, dựng sau cùng thì ghi danh hơn 50 vị. Cô ơi, cho cháu hỏi là ở Hưng Yên thì đã có bao nhiêu sĩ tử đỗ đại khoa ạ? Ở tỉnh Hưng Yên là có 228 vị đỗ đại khoa. Văn Miếu Hưng Yên lưu giữ là 161 vị. Nước ta có 2898 vị đỗ tiến sĩ, thì Hưng Yên là tổng số các vị đỗ tiến sĩ là 228 vị. Như vậy Hưng Yên chiếm khoảng 1/10 số lượng các vị đỗ tiến sĩ của cả nước. Qua đây đã khẳng định rằng là Hưng Yên là vùng có truyền thống hiếu học từ lâu đời, nơi đã sinh ra rất nhiều nhà khoa bảng và đã cống hiến nhiều tài năng cho quê hương đất nước, và đã để lại cái tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Nhà bác học Lê Quý Đôn, ông là người đã được ghi danh ở tấm bia thứ 7 này, và cha của ông là chính là Lê Trọng Thứ cũng được ghi danh ở tấm bia thứ 7 này. Hầu hết du khách đến trước tấm bia này đã hỏi tại sao nhà bác học Lê Quý Đôn quê ở Duyên Hà, Thái Bình thì tại sao được ghi danh đây. Năm 1831 khi thành lập tỉnh Hưng Yên thì bao gồm hai phủ, thì phủ Tiên Hưng và phủ Khoái Châu. Thì phủ Tiên Hưng chính là tỉnh Thái Bình ta ngày nay, cho nên là tên tuổi của ông được ghi danh ở tại Văn Miếu ở đây. Và đây là tấm bia thứ nhất, nhưng mà tấm bia thứ nhất này thì lại được đặt vị trí thứ hai. Thực ra cái vị trí đặt bia này thì cũng không đúng theo cái lần lượt, theo cái số thứ tự. Tấm bia thứ nhất ghi danh Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Chân ở thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Hồ Cừ. Ông đã đi vào tích truyện Tống Chân Quốc Hoa. Ông đỗ Trạng Nguyên khi 18 tuổi, và ông đã nổi tiếng với câu thơ là Trạng Nguyên 8 tuổi thâm trở Việt, 10 năm xử sự khét đất Ngô. Và ở Hưng Yên ở đây các cháu có biết là có bao nhiêu vị Trạng Nguyên không? Thì ở đây có Trạng Nguyên Tống Chân này, có Dương Quốc Tư. Cháu có biết Trạng Nguyên là nữa không? Nguyễn Kỳ, đúng rồi. Cháu biết Trạng Nguyên là nữa không? Đỗ Tông. Đó là 4 vị đỗ Trạng Nguyên của tỉnh Hưng Yên. Tại Văn Miếu ở đây, Nam Đường tổ chức ra các hoạt động về văn hóa giáo dục được diễn ra rất sôi nổi, như là viết thư pháp, hát ca trù cho chữ đầu xuân, nhằm biến nơi đây trở thành trung tâm văn hóa giáo dục, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo. Bây giờ ta sẽ ra ngoài. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phần chơi khám phá. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì các bạn học sinh đã có một cuộc hành trình nho nhỏ để tìm hiểu khám phá về Văn Miếu Xích Đằng. Và ở phần chơi này thì chúng ta sẽ cùng thử tài, quan sát, ghi nhớ và tinh thần đồng đội của các đội chơi thông qua việc trả lời các câu hỏi. Mỗi khi mà MC đọc xong một câu hỏi thì trên tay của các bạn thì đều có một tấm biển. Và sau 15 giây suy nghĩ, đội nào giơ biển trước thì đội đó sẽ giành được quyền trả lời. Mỗi một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được 10 điểm. Và người đồng hành với chúng ta ngày hôm nay tiếp tục là chị Nguyễn Thị Tố Uyên. Chị sẽ là người cho điểm nhận xét về câu trả lời của hai đội ạ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi như sau: Văn Miếu Xích Đằng
được xây dựng từ thế kỷ thứ bao nhiêu? 15 giây bắt đầu. Như vậy là các bạn của đội Trạng Nguyên, các bạn đã giành được quyền trả lời trong câu hỏi này. Xin mời câu trả lời của các bạn. Văn miếu Xích Đằng được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 ạ. Vâng, xin hỏi chị Tố Uyên là với câu trả lời này của đội Trạng Nguyên thì chị đánh giá như thế nào ạ? Đội Trạng Nguyên đã trả lời chính xác. Vậy là đội Trạng Nguyên đã trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên và các bạn đã giành được 10 điểm đầu tiên. Các bạn Nguyệt Quế, các bạn bình tĩnh bởi vì chúng ta còn rất là nhiều cơ hội để giành điểm nữa, còn nhiều câu hỏi nữa. Các bạn chú ý nhé. Câu hỏi số 2 như sau. Văn miếu Xích Đằng có bao nhiêu bia đá và ghi danh bao nhiêu vị khoa bảng? 15 giây bắt đầu. Vâng, xin mời đội Nguyệt Quế ạ. Em thưa cô, văn miếu Xích Đằng có 9 bia đá và ghi danh 161 vị khoa bảng ạ. 9 bia đá và ghi danh 161 vị khoa bảng. Chị Tố Uyên thấy câu trả lời này như thế nào ạ? Câu trả lời của đội này là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng đội Nguyệt Quế. 161 vị khoa bảng và 9 tấm bia đá đã mang về cho các bạn đội Nguyệt Quế 10 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi như sau. Văn miếu Xích Đằng thuộc địa phận phường nào của thành phố Hưng Yên? 15 giây bắt đầu. Như vậy là cả hai đội cùng có tín hiệu cùng một lúc. Xin mời câu trả lời của cả hai đội. Chúng ta sẽ đến với câu trả lời của đội Nguyệt Quế trước. Câu trả lời của các bạn là phường gì? Câu trả lời của đội chúng em là phường Lam Sơn ạ. Không biết đây có phải là câu trả lời chính xác hay không. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là câu trả lời của đội Trạng Nguyên là như thế nào. Xin mời các bạn. Văn miếu Xích Đằng nằm ở thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên ạ. Xin mời chị Tố Uyên sẽ đánh giá câu trả lời của cả hai đội ạ. Vâng, cả hai đội trả lời đều hoàn toàn chính xác. Vâng, như vậy là cả hai đội đã cùng nhau trải qua 3 câu hỏi đầu tiên và các bạn đã rất là ghi nhớ những thông tin mà chị Tố Uyên đã mang đến cho các bạn trong cuộc hành trình vừa rồi. Chúng ta còn những câu hỏi nữa để xem là đội nào sẽ giành được điểm tiếp theo đây ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4, câu hỏi như sau. Văn miếu Xích Đằng hiện tại đang thờ hai pho tượng đó là ai? 15 giây bắt đầu. Vâng, xin mời đội Nguyệt Quế, các bạn đã có tín hiệu trước, xin mời các bạn. Em thưa cô, văn miếu Xích Đằng hiện đang thờ hai pho tượng là Khổng Tử và Chu Văn An. Khổng Tử là người thành lập ra Nho giáo và Chu Văn An là người thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường Quốc Tử Giám ạ. Vâng, các bạn đã đưa thêm rất là nhiều thông tin xung quanh câu trả lời này và xin mời chị Tố Uyên sẽ đưa ra nhận xét ạ. Đúng rồi, đội phòng Nguyệt Quế đã trả lời rất đúng là thầy Khổng Tử chính là người đã sáng lập ra đạo Nho. Câu trả lời của đội Nguyệt Quế là chính xác. Và 10 điểm tiếp theo đã thuộc về đội Nguyệt Quế. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta còn 2 câu hỏi nữa để xem đội nào sẽ giành được điểm đây ạ. Câu hỏi số 5 như sau. Hưng Yên có bao nhiêu người được ghi danh tại văn miếu Xích Đằng? 15 giây bắt đầu. Vâng, xin mời các bạn đội Trạng Nguyên. Thưa cô, là văn miếu Xích Đằng có 138 vị được ghi danh khoa bảng ạ. Thưa chị Tố Uyên, câu trả lời thì như thế nào ạ? Câu trả lời của đội Trạng Nguyên là hoàn toàn chính xác. Vì ở văn miếu Hưng Yên là có 161 vị đỗ tiến sĩ, nhưng có 23 vị là người Thái Bình, cho nên là chỉ có 138 vị đỗ tiến sĩ người Hưng Yên. Vâng, xin chúc mừng các bạn. 10 điểm tiếp theo đã thuộc về đội Trạng Nguyên. Chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi, còn 10 điểm nữa. Đội nào sẽ nhanh chóng để gặt được 10 điểm này về với đội của mình? Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi như sau. Văn miếu Xích Đằng thường tổ chức kỳ thi gì? 15 giây bắt đầu. Vâng, xin mời đội Trạng Nguyên ạ. Cô là kỳ thi hương ạ. Kỳ thi hương. Chị Tố Uyên, câu trả lời của các bạn như thế nào? Các bạn trả lời chính xác. Văn miếu Xích Đằng đây chính là nơi tổ chức kỳ thi hương, sau đó chọn ra cử nhân mới được tham dự kỳ thi hội và kỳ thi tỉnh. Vâng, xin chúc mừng các bạn của đội Trạng Nguyên, các bạn đã giành được 10 điểm cuối cùng trong phần chơi khám phá này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua 6 câu hỏi trong phần thi khám phá và kết thúc 6 câu hỏi thì các bạn của đội Nguyệt Quế đã giành được 30 điểm và 40 điểm là số điểm mà các bạn của đội Trạng Nguyên đã giành được qua phần chơi này ạ. Xin chúc mừng các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn và các em học sinh đã quay trở lại với phần chơi kết nối. Vừa rồi thì chúng ta đã có được những kiến thức rất bổ ích về văn miếu Xích Đằng. Còn bây giờ sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái với những trò chơi vô cùng sôi động. Trước tiên sẽ là trò chơi nhảy bao bố. Luật chơi như sau, mỗi bạn sẽ có một chiếc bao mà chương trình cung cấp cho các bạn. Người đứng đầu sẽ nhảy thật nhanh từ vạch xuất phát tới vạch đích và nhanh chóng quay trở về. Khi nào các bạn đầu tiên quay trở về vạch xuất phát thì bạn thứ hai mới tiếp tục được nhảy lên đích. Các bạn cứ lần lượt như vậy. Và đội nào về đích trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn chú ý nha. 3, 2, 1, bắt đầu.
vậy là ở lượt nhảy đầu tiên thì các bạn của đội Trạng Nguyên đã là những người về đích trước. Chúng ta sẽ xem là lượt nhảy thứ hai thì đội nào sẽ về đích trước đây ạ. Các bạn chú ý ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, với tốc độ vượt trội thì các bạn của đội Trạng Nguyên đã tiếp tục là người về đích đầu tiên trong lượt nhảy thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt nhảy thứ ba. Các bạn chú ý ạ, các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành 3 lượt nhảy. Và ở cả 3 lượt nhảy này thì đội Trạng Nguyên đều là người về đích trước. Và xin chúc mừng các bạn đã giành được 10 điểm ở trò chơi nhảy bao bố. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ đến trò chơi kéo co. Ở trò chơi này thì mỗi đội sẽ có 5 thành viên để tham gia. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 3 lượt kéo. Đội nào kéo thắng 2 lượt thì đội đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đứng ở phía bên tay phải của tôi là các bạn đến từ đội Trạng Nguyên. Và đứng ở phía bên tay trái của tôi đó là các bạn đến từ đội Nguyệt Quế. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt kéo đầu tiên. Các bạn chú ý nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, với sức mạnh đồng đội thì ở lượt kéo đầu tiên các bạn của đội Nguyệt Quế đã kéo thắng rồi. Không biết là lượt kéo thứ hai thì kết quả như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đến với lượt kéo thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu! Nguyệt Quế cố lên! Nguyệt Quế cố lên! Nguyệt Quế Trạng Nguyên cố lên! Trạng Nguyên cố lên! Và như vậy là với hai lượt thắng tuyệt đối thì các bạn của đội Nguyệt Quế đã giành chiến thắng trong phần chơi kéo co. Và xin chúc mừng các bạn đã giành được 10 điểm. Vâng, như vậy là sức mạnh của đội Nguyệt Quế đã giúp cho các bạn chiến thắng trong trò chơi kéo co. Với hai lượt kéo thắng tuyệt đối thì các bạn đã giành được 10 điểm trong trò chơi này. Xin chúc mừng các bạn đến từ đội Nguyệt Quế. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút lý thú bổ ích và vô cùng sôi động. Và kết thúc các phần chơi trong chương trình ngày hôm nay thì đội Nguyệt Quế các bạn đã giành được 40 điểm. Và số điểm mà đội Trạng Nguyên giành được sau các phần chơi ngày hôm nay là 50 điểm. Vâng, xin chúc mừng đội Trạng Nguyên, các bạn đã là những người giành giải nhất trong chương trình Nào Cùng Đi ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Xuân Quyến, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên và chị Nguyễn Thị Tố Uyên, Ban Quản lý Di tích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên sẽ lên trao giải cho hai đội tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả hai đội đều đã thể hiện rất tốt trong chương trình Nào Cùng Đi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn người Hưng Yên phải biết sử Hưng Yên, chương trình Nào Cùng Đi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với chủ đề tìm hiểu về văn miếu Xích Đằng với mong muốn là một lần nữa nhắc nhở chúng ta về một công trình giàu ý nghĩa lịch sử văn hóa, là biểu tượng của truyền thống hiếu học khoa bảng trên quê hương xứ Nhãn. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.